Ngày 14 tháng 10 tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã tổ chức Freeland đã tổ chức lễ trao giải cống hiến bảo vệ động vật hoang dã cho 5 cán bộ thực thi pháp luật và 2 nhà báo có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ các loài động vật hoang dã của Việt Nam. Đây là lần thứ 2 giải thưởng cống hiến bảo vệ động vật hoang dã được tổ chức tại Việt Nam. Tháng 12 năm 2014, cả Việt Nam xôn xao trước phát hiện về một cơ sở chế biến tiêu thụ ruồi biển tại Nha Trang, Khánh Hòa với số lượng hàng ngàn con và trọng lượng hơn 10 tấn. Vụ tàn sát ruồi biển lớn nhất trong lịch sử Việt Nam này đã được đưa ra ánh sáng với sự điều tra của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng. Quá trình điều tra đầy nguy hiểm và khó khăn, nhưng anh đã không chùn bước. Phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, thậm chí sợ mà nói không đêm nào ở đấy tôi dám đi dạo. Không một đêm nào dám đi dạo trên một cái bờ biển đẹp tuyệt vời như Nha Trang này. Giấu tất cả nhân thân của mình, chưa bao giờ có một bài nào dám ký tên thật. Vừa dùng bài viết của mình để tố cáo, vừa ghi hình, ghi âm, đóng các vai để làm sao đưa tất cả hồ sơ cho công an được. Trong 8 năm là trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh Nghệ An, Đại tá Trần Hữu Hồng và đồng đội đã bắt giữ 49 vụ, 55 đối tượng, thu giữ trên 2.000 kg động vật hoang dã. Đại tá Hồng và nhà báo Hoàng là 2 trong số 7 cá nhân nhận giải thưởng cống hiến bảo vệ động vật hoang dã do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và tổ chức Freeland tổ chức. Giải thưởng là thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng Việt Nam và quốc tế với các đóng góp của các cá nhân trong cuộc chiến bảo vệ động vật hoang dã. Các cán bộ thực thi pháp luật họ là những người đứng đầu chiến tuyến, họ có nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã. Nếu mà công tác thực thi pháp luật không được thực hiện một cách nghiêm minh thì những cái nỗ lực khác cũng không đóng vai trò, cũng không đem lại nhiều cái sự thành công. Thế còn đối với các nhà báo thì các loại hình báo chí thì cũng có một cái vai trò hết sức quan trọng nhằm để nâng cao nhận thức cho người dân. Tình trạng buôn bán động vật hoang dã đã gây ra nhiều hậu quả vô cùng nghiêm trọng tới nền đa dạng sinh học Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam chỉ còn 30 cá thể hổ hoang dã. Để ngăn chặn tình trạng này, trong những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều hành động tích cực trong công cuộc bảo vệ các loài động vật hoang dã và những cá nhân được vinh danh hôm nay là một ví dụ. Trong những năm qua, chúng tôi thấy được nhà nước Việt Nam cùng các tổ chức phi chính phủ đã tăng cường đấu tranh chống buôn bán trái phép động vật hoang dã. Và sự kiện hôm nay là một ví dụ. Chúng tôi thấy được nỗ lực của chính phủ Việt Nam, đặc biệt là của các cá nhân nhận giải hôm nay. Bảo vệ động vật hoang dã là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Giải thưởng hôm nay được trao không chỉ để khích lệ những cá nhân đoạt giải, mà còn để khuyến khích cộng đồng quan tâm nhiều hơn tới vấn đề này. Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục duy trì giải thưởng này trong những năm tới.